Câu chuyện oán thù vai trả. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng hóa, nên sáng sớm đi đến thành La Việt. Nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu hút chết. Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt. Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà. Đi được nửa đường thì gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình trỗi dậy. Nó dùng sừng hút người này chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu đi giết, rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ, mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới, vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây, rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây, bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống, trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết hết ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thú lễ Phật, rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe. Đức Phật kể cho vua Tần Bà Sa La nghe rằng, hồi xưa, có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán. Họ muốn để dành tiền, nên chiều hôm ấy, thay vì đi tìm khách sạn, thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng. Hai bên thỏa thuận giá cả xong, họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy. Sáng hôm sau, bà lão có việc phải đi ra ngoài. Ba người thừa cơ hội bà vắng mặt, liền lẻn trốn đi mất. Về đến nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề, nên đi chưa được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả, dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ, chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói. Mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả nên ức hiếp nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người, thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, dầu tôi có sinh ra làm người, hay dầu có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có thế mới hả được niềm căm hận này. Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, ngài nói tiếp. Con trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại đến ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu hút chết trong vòng một ngày. Tội phúc như một chiếc bóng đi theo mỗi người, mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm, thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi. Câu chuyện người bán ghè nước. Hai người cùng buôn ghè nước ở thành Xá Vệ, một người tên Nhân và một người tên Kiệt. Nhân tánh tình cởi mở, hòa ái và chân thật, nên được lòng khách hàng. Việc buôn bán của anh cũng mau lẹ và phát đạt. Kiệt tánh tình keo kiết, nóng nảy, thô lỗ và gian xảo, dễ mất lòng khách hàng. Việc buôn bán của anh thường gặp nhiều trở ngại. Một hôm, hai người cùng vào thành phố bán ghè nước. Từ khu họ ở đến thành phố phải vượt qua một con sông. Họ thường rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và đến 18 giờ chiều mới trở về. Họ cùng thỏa thuận với nhau, khi đến thành phố, mỗi người đi một đường. Họ cũng thỏa thuận với nhau, nếu ai đi vào một con đường rồi mà bỏ đi, thì người kia có quyền đi vào con đường ấy. Kiệt vừa đi vừa rao. Ghè nước đây, ai mua ghè nước không?
Có một gia đình triệu phú làm nghề đánh cá, bao nhiêu tài sản đầu tư cho con tàu, không may đi ra biển bị bão đắm tàu. Toàn bộ người chết hết và tài sản cũng tiêu tan. Còn lại hai bà cháu ở nhà nên sống sót. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bà và đứa cháu gái phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày. Trong nhà có một cái bát mẻ bằng vàng mà người triệu phú dùng để ăn cơm. Do ông chết bất ngờ nên hai bà cháu không biết cái bát mẻ đó là bằng vàng, vì toàn bộ chén bát trong nhà đều màu vàng, hiện nó nằm lẫn lộn trong đống bát. Bé gái thấy người bán ghẹ nước đi qua nhà, liền nói với bà nội: "Nội ơi, nội cho con món gì để đổi lấy ghẹ nước?" Bà nội thở dài: "Nhà ta hiện giờ xác xơ, còn cái gì để bán nữa đâu cháu." Thấy cái bát mẻ nằm trong đống bát, đứa cháu liền nói: "Nội cho con cái bát mẻ này để đổi lấy ghẹ nước nha." "Ừ được, con gọi cậu ta vào đi." Đứa cháu gái chạy ra cửa gọi anh bán ghẹ vào: "Thưa chú, cháu có cái bát mẻ này, xin chú đổi cho cháu một ghẹ nước." Cầm cái bát mẻ, anh Kiệt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là bát bằng vàng thật. Do lòng tham không đáy, muốn chiếm không của người, anh nói: "Ôi, cái bát mẻ này không đáng nửa xu nữa, có bỏ vào thùng rác cũng chẳng ai thèm lượm." Anh bán ghẹ giả vờ quẳng cái bát xuống đất rồi bỏ đi. Anh nghĩ là bà cụ và cô bé không biết đó là bát vàng và sẽ bỏ vào thùng rác. Anh dự định đi một lát rồi quay trở lại để lượm và sẽ trở thành nhà triệu phú. Anh vừa đi khỏi con đường đó thì Nhân đi vào, anh rao: "Ai mua ghẹ nước không?" Đứa bé gái nghe có người khác rao liền chạy ra gọi. Nhân vào nhà, khi nhìn cái bát, Nhân nhận ra ngay là đồ quý. "Thưa cụ, cái bát này bằng vàng trị giá 1 triệu đồng. Bà cụ mừng quá: "Vậy mà hồi nãy anh kia nói không đáng giá nửa xu." "Thưa cụ, hiện con không đủ tiền, con xin tạm ứng cho cụ 500.000 đồng và một số hàng hóa ghẹ nước. Ngày mai con sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ." Nhìn anh Nhân gương mặt phúc hậu, hiền lành, thật thà, bà cụ đồng ý ngay. Nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng, rồi trở ra bờ sông để về nhà. Kiệt trở lại nhà bà cụ và cô bé, hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà. Nhưng tìm mãi mà không thấy, anh liền vào nhà nói: "Đem cái bát mẻ ra đây, ta đổi cho 1 ghẹ nước. Bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói: "Tên dối trá kia, cái bát mẻ không đáng nửa xu, mi còn đến đây làm gì? Bà đã bán cho người bạn của mi rồi." Bị mất một món hàng béo bở, anh ta tức giận la lên: "Đồ thằng ăn cướp, dám phỏng tay trên của tao, đồ ăn cướp, hãy trả lại cho tao." Anh tức giận la lối, phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la: "Trả lại tao, đồ ăn cướp." Anh chạy ra tận bờ sông, thấy chiếc thuyền của Nhân đã đi gần tới bờ bên kia. Anh gào hét chửi bới, vì quá tức giận nên anh hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất mà chết. Câu chuyện một ly sữa. Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn mỗi 1 hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn, cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho cậu 1 ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả cô bao nhiêu tiền ạ?" Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt." Cậu bé cảm kích đáp: "Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu." Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như muốn đầu hàng số phận. Nhiều năm sau,
người phụ nữ ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay, họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Kenley được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Kenley đề nghị phòng y chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này. Trị giá hóa đơn bằng một ly sữa. Ký tên Tiến sĩ Kenley. Câu chuyện phước báo hiện tiền. Thuở xưa, có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sống rất khổ sở, thường bị đói lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm quá khó kiếm. Nhìn thấy thiên hạ giàu có dư giả, còn mình thì cùng khốn như thế, hai vợ chồng không ngừng cùng nhau than vắn thở dài. Trở về căn nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng: Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bủn xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức mà nếu không tu phúc, không bố thí thì kiếp sau chắc chắn không thể sống sung túc được. Kệ Di La ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: Than ôi, chúng ta kiếp trước không tu phúc, không biết gieo trồng phúc điền nên kiếp này cùng khốn như vậy. Vợ ông nghe thế, vọt miệng nói mà không suy nghĩ: Thế thì bây giờ mình tu phúc đi, đời này mình không giàu có thì hy vọng đời sau sẽ khá hơn. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà, nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn kiếm không ra, lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây. Nói tới tiền thường làm cho người ta nhức đầu, không biết phải làm cách nào để đào cho ra. Nhưng đàn bà thường nhanh trí, nên người vợ nghĩ ra ngay một giải pháp, nói với chồng rằng: Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán, làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền đó làm phúc, có khó gì đâu. Bà thấy giải pháp của mình rất hay. Nhưng Kệ Di La lắc đầu thở dài: Không, không thể làm như thế được. Tôi đem bà đi bán cho người ta rồi, làm sao tôi sống nổi đây? Vì cặp vợ chồng tuy nghèo khổ, nhưng tình cảm của họ với nhau rất mặn nồng. Người vợ lại nói: Nếu ông không bỏ tôi ra được, thì cả hai chúng ta đều đem thân đi bán để lấy tiền làm Phật sự, thì việc thiện đó lại càng có giá trị chứ sao? Hai vợ chồng bàn tính và quyết định rồi, bèn đến nhà một phú ông kể rõ ngọn nguồn. Phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả, kỳ hạn cho họ 7 ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau 7 ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đầy tớ trả nợ. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng Kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ, và cũng là những gì cuối cùng thuộc về họ. Trong suốt 7 ngày ấy, họ muốn thay đổi vận mệnh của mình và tu nhân phước đức cho đời vị lai. 6 ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng, bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng. Theo tục lệ thì khi vua đến, bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước. Nhưng Kệ Di La nhất định không chịu nhường. Nhà vua không bằng lòng, cho triệu Kệ Di La đến. Trước mặt nhà vua, Kệ Di La thật tình tâu rằng: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha lỗi hạ thần vô lễ. Chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần,
ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi, cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng. Nhà vua nghe thế, bèn hỏi kệ nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy, vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá và còn cấp cho rất nhiều đất để họ lấy đó kiếm sống. Nhân quả không bao giờ lừa dối ai. Người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường, tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được. Chuyện dũng mãnh. Xưa kia, có một vị thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn, tuổi đã ngoài 70. Một hôm, thiền sư đang ngồi niệm Phật trên bàn thạch, bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm, cách thầy độ 10 thước. Thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu, rồi than rằng: "Bản tính chúng sinh chẳng phải là dữ, chỉ vì mê mà đến nỗi gây nên tội ác như kia. Đời này mắc lưới pháp luật, đời sau phải đọa làm tam đồ, biết mấy kiếp mới ra cho khỏi." Người đi tắm kia độ 30 tuổi, mi to mày rậm, vai rộng lưng dài, nghe tiếng được tiếng mất, vội vàng lên bờ mặc áo, rồi đến hỏi: "Tôi tắm can chi đến thầy, mà thầy lại rủ tôi chi chi, những là tam đồ, là độc ác." Thầy Diệu Pháp đáp: "Nam mô A Di Đà Phật, tôi là người tu hành, lẽ đâu sòng rủ ai. Anh đừng ngờ vực mà mang lấy tội. Vì tôi thấy anh tai nạn sắp đến nơi, sẽ bị gông cùm khổ sở, nên tôi thương xót, thở than một đôi lời, chứ không có ý gì ác cả." Thầy già lẫn quán mắt: "Thầy sao biết được tai nạn của tôi mà nói càng như vậy?" "Anh thật là nóng nảy quá, tôi tu hành đã lâu năm, lẽ đâu phạm giới vọng ngữ. Khi vừa thấy anh, tôi đã biết nghề anh làm không phải là nghề lương thiện. Có nhân duyên thì có quả báo, anh còn mê nên không biết đó thôi. Ước chừng trong một tháng nữa, dù anh cao bay xa chạy thế nào cũng mắc lưới pháp luật." Anh ta giật mình, chắp tay lại thầy và nói: "Thầy thực là một vị đại sư đoán không sai một mãi may, con tự biết tội lỗi đã nhiều, xin thầy liệu có phương pháp gì cứu con khỏi tai khỏi nạn?" "Cứu khổ cứu nạn là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng từ nay về sau anh phải biết sửa đổi tâm tánh, thường niệm tên Ngài thì thế nào cũng thoát khỏi tai ách." "Bạch thầy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì sao mà được phép màu như vậy?" "Các vị Phật, Bồ Tát cũng một tâm như mình cả. Vì có công tu tập nên tâm ấy được hoàn toàn tấn hóa, rũ sạch các mê lầm và chứng được công đức vô lượng vô biên. Người đời cũng một tâm như vậy, nhưng vì không chịu tu tập nên bị màn vô minh bao phủ, dễ mắc vào lưới tham sân si, phải luân hồi mãi mãi. Cổ nhân có câu: nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục, nghĩa là một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Như thế, được sinh làm người, nghe được Phật Pháp mà không biết tu hành cho giải thoát thì uổng biết chừng nào. Lỡ làm điều tội lỗi rồi phải sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh thì muôn kiếp thoát ra không nổi. Anh nên nghe lời tôi, về nhà tự tu tự tỉnh, đừng để đến khi lửa cháy đến mi thì dù có lo cũng không còn kịp nữa." Nghe thầy nói xong, anh liền ra về, ra tuồng hối hận. Vài bữa sau, khi thầy đưa ngồi tọa thiền niệm Phật, thấy một người đến trước mặt quỳ lại ba lại và xin quy y làm đệ tử. Thầy hỏi: "Anh có phải là người tắm bữa trước không? Anh quê quán ở đâu? Suy nghiệm thế nào mà nay đến đây xin xuất gia đầu Phật?" "Nam mô A Di Đà Phật, tên con là Dũng Mãnh, ở làng này, con nhà lương thiện, khi còn nhỏ cũng có theo học chút ít về nho giáo, nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm, không ai dạy bảo,
rong chơi trong xóm, đánh cờ đánh bạc, bài mưu định kế, gian xảo đủ điều, mà Gia Tư càng ngày càng sa sút. Khi ấy, các bạn lại rủ rê thêm một người ăn trộm nữa. Lòng tham sẵn, biết đâu là phải trái, miễn được đồng tiền. Ban đầu con còn e ngại rụt rè, đến sau tập giữ thành tánh, chỉ biết rình ngõ dò đường cho thành thuộc, nghĩ mưu mẹo cho khôn ngoan, cốt lấy được nhiều tiền là sung sướng, chứ không biết gì nữa hết. Con ma tham dục đã dắt lối đưa đường, dù mưa to gió lớn cũng ngồi chỗ xó vườn không biết chi lạnh lẽo. Một mực trèo tường đào gạch, cậy đố khoét phách, vào những nơi hổ quyệt mà cũng không biết gì là nguy hiểm, dẫu được của như nước mà cũng không giàu có hơn ai. Ngày tháng qua đi, từ khi gặp thầy, về nhà ngồi nghĩ lại những hành động ấy mà rùng mình rợn óc. Ôi, vì con mà bao nhiêu người tan cửa nát nhà, vì con mà bao nhiêu người phải đau lòng xót ruột. Càng suy nghĩ càng thương, thương đến nỗi ước chừng các cụ lấy được, giá có còn cũng đem trả lại hết. Ngờ đâu, ngẩn ngơ đôi ba ngày mà xem trong lưng gạo không tiền hết. Con ma ích kỷ thúc giục bên tai con, cái đói đã tới cời bên tai. Thôi, xếp đạo đức lại mà đi kiếm gạo. Bấy lâu con rình nhà bà quản oai, một nhà giàu có, đường xá thông lào cả rồi. Hôm nay lại mưa to gió lớn, trời tối như mực, cũng nên qua nhà ấy mà kiếm món tiền để tiêu. Thói cũ lại tuôn ra như nước. Con bất giác vai mang đồ nghề bước ra, đi thẳng đến nhà bà quản oai. Bấy giờ chỉ có một mẹ một con ở nhà, nên con lách dậu, thuốc chó, rồi chắc có lẽ đêm ấy cũng được món tiền kha khá. Con lần bước đến gần, nhìn vào cửa thấy một người con gái tuổi trẻ đưa ngồi tựa án, trong ngọn đèn khuya, đầu tóc rối bù, ra dáng âu sầu khổ não. Con đứng nép bên trái nhà chờ cho cô ta đi ngủ, ngờ đâu từ canh một đến canh tư mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng đi ra đi vào. Tâm sự con đêm hôm ấy bối rối tợ tơ vò. Khi nhớ đến thầy dạy thì muốn quay trở về, mà cứ hễ cất bước đi thì con ma tham dục kéo níu trở lại, không sao về được. Đêm khuya thanh vắng, nghe trong mình mỏi mệt giường nào thì lòng tham lại thôi thúc lên chừng nấy. Khi sắp đến canh tư, trong lòng con chỉ còn là một thằng ăn trộm hung dữ mà thôi, không còn nhớ lời thầy dạy bảo gì cả. Rồi lại nhìn lối cửa sau một lần nữa, cũng vẫn thấy cô ta còn thức. Khi bấy giờ tức giận nổi lên, còn rút dao phá cửa, quyết vào giết đi cho đáng kiếp. Đến bây giờ, con nghĩ lại thật là vô lý quá, nhưng khi đó lòng tham đã nổi lên, còn biết chi là phải trái. Của người ta để trong rương mà nghĩ như của mình, thì người thức không cho mình lấy, tức là người giữ, phản đối với mình. Vì vậy mà mình giận, mình của con ma tham dục nghĩ mà ghê mà sợ. Một người đã được nghe lời phải, lại biết hối hận như con, mà còn tối tâm mù mịt, làm càng làm dở, huống chi ai ai. Thật đáng thương cho những người còn mắc trong vòng tham dục. Con vừa phá cửa vào, thì người con gái ấy đứng dậy một cách tỉnh táo, bảo con rằng: "Chú ơi, chú cứu mẹ tôi với, mẹ tôi đau mệt, thầy thuốc chạy cả, chỉ còn một chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Anh tôi đi xa, tin không về kịp, không biết làm sao bây giờ. Chú có phương chi cứu mẹ tôi, thì dù bổ đầu lấy não, mổ bụng lấy gan của tôi cũng đành lòng chết thay cho mẹ tôi. Xin chú làm ơn cứu mẹ tôi với." Lúc ấy, kỳ thực cô ấy chỉ biết có mẹ đau mệt, gặp ai thì xin cứu mạng, chứ không còn biết chi nữa cả. Con thấy lòng cô ấy chí hiếu như vậy, cũng cảm động rơi nước mắt. Sực nhớ lại thầy dạy, con liền khuyên cô ta đặt bàn thờ giữa sân mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài linh ứng cứu cho bà mẹ sống lại. Cô ta nghe lời mừng rỡ khôn xiết, đặt hương án ngoài sân, khấn quỳ niệm Phật, lại nhờ con ngồi bên trong giúp bà mẹ cô ta. Con nghĩ cũng ngán thiệt, ai ngờ trong đời lại có người lạ như thế. Ăn trộm đã phá cửa vào nhà, không kêu la người cứu thì thôi,
lại trao cả nhà cửa tài sản cho người ăn trộm nữa. Cô ấy quỳ niệm Phật ngoài sân, đêm hôm tối tăm lại thêm gió trời lạnh lẽo mà không hề lay động, thật là chí thành chí kính. Khi ấy, nếu con muốn lấy của, dù vơ nhặt cả tài sản cũng không ai biết. Nhưng con thấy người con gái hiếu hạnh như vậy, nghĩ đến phận mình làm trai càng thêm tủi hổ. Lòng tham của con đã tiêu tan hết. Con chỉ còn nghĩ thân người cũng như thân mình, lo trông nhìn bà mẹ cô ta, chứ không còn nghĩ đến tiền bạc nữa. Con lại sực nhớ tới thầy là một vị cao tăng đại đức, mới thấy con mà thầy đã biết đầu đuôi gốc ngọn. Chắc ai cầu khẩn chuyện chi, thầy cũng hiểu rõ. Nên con cả đêm cầu thầy cứu mạng cho bà quản oai, kẻo tội nghiệp quá. Quả nhiên, đến khi gần sáng, có một vị đạo nhân trong chùa ra đưa cho cô con gái quỳ ngoài sân một chén thuốc. Thuốc có linh nghiệm hết sức, vừa đổ vào miệng là bà quản oai đã hắt hơi thở một tiếng mạnh, chân tay nóng lên rồi mở mắt ra một cách tỉnh táo. Bà bảo người con gái: "Con ơi, ngờ đâu mẹ còn sống được trông thấy mặt con." Bà lại chỉ con mà hỏi: "Có phải nhờ chú này mà mẹ sống lại chăng?" Cô con gái thưa: "Dạ phải." Bà bảo con gái lại tạ ơn con rồi nói: "Mẹ trông chú này cũng thiếu túng lắm, con hãy vào trong nhà lấy một món tiền khá lớn đưa cho chú về tiêu dùng. Người sống hơn đống vàng, con đừng suy ít tính nhiều mà mang lấy tội. Chú túng cũng như mình túng. Con lấy mau đi, mang ra đây để chú còn về nghỉ ngơi, kẻo chú thức khuya mỏi mệt." Con liền đáp: "Chút công nhỏ mọn đâu dám kể ơn. Bà sống lại đây là nhờ lòng hiếu hạnh của cô em chí thành cầu nguyện, cảm động đến chư Phật. Tôi không giấu chi bà, tôi chính là một thằng ăn trộm. Khi tôi phá cửa vào nhà, thấy cô em chí hiếu, cảm phục bội phần nên không nỡ hạ thủ. Một đêm tôi đã giác ngộ được rồi. Muôn sự lỗi lầm từ trước, tôi xin sám hối. Từ nay nhất định cắt tóc đi tu. Của cải thế gian tôi không cần dùng làm chi nữa đâu, mà bà phải đền ơn đáp nghĩa." "Thưa thầy, sau khi từ giã hai mẹ con bà quản oai, con đi một mạch đến đây để bạch thầy xin xuất gia đầu Phật. Con xét lại ăn năn hết sức, người ta cũng một tâm mà sao lại hiếu hạnh khiêm cung, mình cũng một tâm mà sao lại gian tham độc ác. Nói rộng ra, Phật cũng một tâm mà sao lại từ bi hỷ xả, nhu hòa, nhẫn nhục, công đức vô lượng vô biên. Con cũng một tâm mà sao lại tham sân si hiểm độc, ích kỷ hại người, tội ác vô cùng tận. Như vậy nghĩ mà ghê mà gớm cho tâm mình, muốn bỏ cái tâm ấy đi rồi tu theo cái tâm tốt lành như của chư Phật. Thưa thầy, con đã trình bày đầu đuôi gốc ngọn, muôn sự về trước đều sám hối cả. Xin thầy tin lòng mà thu nhận làm đồ đệ. Con nguyện một lòng xin theo lời thầy dạy bảo, dù có chết cũng không chối từ." Đại sư im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng bảo: "Tập quán anh đã nhiều kiếp nhiều đời, phép tắc giới luật nhà Phật, e về sau anh chịu không nổi. Nhưng anh đã nguyện thì hễ tôi dạy bảo chi, anh cũng phải nghe lời, tinh tấn tu học, dù thác cũng không nan từ." Sau đó thầy liền làm lễ thế pháp, truyền giới, giảng lý duy tâm và dạy dũng mãnh ngồi kiết già niệm Phật theo phép nhất hạnh tam muội. Dũng mãnh nhờ túc căn đã sẵn, giảng đâu hiểu đó, vừa thọ pháp xong liền tạ ơn thầy và thưa: "Con nhiều kiếp nhiều đời say mê trong bể khổ, nay nhờ thầy chỉ bảo đã biết đường tu tập. Nhưng con trộm nghĩ, con còn phải mang lốt dũng mãnh này thì dù có cao đàm diệu luận đến đâu cũng khó lòng phát khởi tính tâm cho thế gian được. Vậy con xin phép thầy tọa thiền niệm Phật dưới gốc cây này, chờ đến khi nghiệp chướng tiêu diệt, thực tướng hiện tiền, bỏ thân này mà vãng sinh tịnh độ. Về sau mai ra mừng Phật thọ ký, con cũng nguyện phân thân trở lại xứ này để cùng thầy hoằng tuyên Phật pháp." Đại sư nhủ: "Nhất cú Di Đà vô biệt niệm,
bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Còn hãy cố gắng trì niệm, tinh tấn niệm Phật, thì lo gì không chứng được quả vãng sinh cực lạc. Từ đấy, mỗi ngày Đại sư thường thăm hỏi khuyên nhủ Dũng Mãnh và chỉ đường tu tập. Trong 7 ngày đêm, Dũng Mãnh ngồi kiết già nhập định, đến ngày chót phá màn vô minh, thấy được chân như bản tánh, Dũng Mãnh xét mình sắp xả báo thân, nên đến đảnh lễ tôn sư, giả từ đạo hữu. Trưa hôm sau, cả tăng ni, đạo hữu trong chùa đều đến hộ niệm, bổn đạo xa gần nghe tin, đến xem đông vô kể. Thầy Dũng Mãnh ngồi kiết già, hai tay chấp rồi niệm bài kệ rằng: Biến quan pháp giới, bản vô nhất Phật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đọc bài kệ rồi, trời đã đúng ngọ, thầy Dũng Mãnh nhập tịch, mùi hương bát ngát, hào quang sáng ngời. Tăng ni, đạo chúng lại sờ mình thầy Dũng Mãnh thấy đã viên tịch. Nhìn cây đại thọ trước cửa chùa, cành lá đều ẩn sắc vàng, các thứ chim tụ về kêu nhịp nhàng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hơn 3 ngày, bầy chim mới giải tán. Hôm qua một cô gái từ Đông Hoang gọi điện thoại tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh, tôi hẹn cô tuần sau. Nghe vậy, cô tỏ vẻ rất sốt ruột, nói: Không được, ông Đặng ơi, xin hãy làm ơn, ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không? Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô ngày mai. Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn. Cô kể mình họ Thẩm, tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp. Hóa ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi. Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê, cha mẹ đều là nông dân. Cô có một em trai và một chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc. Vì 8 tuổi mới đi học, nhưng cô không thể viết chữ. Do vậy mà cha mẹ không thương. Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt, nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô. Cho nên, từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm. Trước đây gan hay bị đau, cô có trí nhớ cực tồi. Cô đã đến chùa làm công quả 2 năm, được người dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở. Ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. Tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong, thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên, tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thật sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tăm lắm, có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi, nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10, thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn, thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được, nên không bị xâm hại. Khi cô Thẩm thấy đến đây, thì lộ vẻ rất hối hận, cô bật khóc, lệ tuôn đầm đìa. Tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên. Cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi, toàn thân phát run. Tôi hỏi, chuyện gì khiến em sợ dữ vậy? Cô đáp bằng giọng trẻ thơ, đầy sợ sệt nói, cha đang đánh tôi. Ký ức ấu thơ đang ùa về, cô miêu tả, cha hay đánh tôi lắm, ông dùng roi quất vào bắp chân, rất đau. Cô vừa khóc vừa kể. Tôi hỏi tiếp, hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất? Một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên, mẹ cư xử thiên vị, không công bằng. Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương,
Hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em cô được may y phục mới, nhưng cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười. Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt 20 mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt. Tôi hận họ, hận chết đi được. Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn 2 năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô Thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đã ôm oán hận thâm sâu, vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên hóa giải oán hận, cô bật khóc to. Những oan khuất và oán hận hóa thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân, đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ. Té ra vào một đời nọ tại Triều Thanh, cô là một phụ nữ nông thôn, có 2 con trai, con cả 5 tuổi, con út 3 tuổi. Chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếp đó, cô đối với 2 con trai không tốt, nhất là đối với con trai đầu, cô rất ghét, bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. 2 con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô Thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiến sâu về kiếp trước nữa, thì cô Thẩm nhìn thấy, vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng 10 mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa. Lúc đó trời chạng vạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt, thường hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô. Cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ. Cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai. Lẽ nào đây là chân tướng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngừng báo oán, đền bồi, dày dò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh. Tình hình cô Thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết oán hận cưu mang trong lòng, thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật giáo thuyết giảng, đời đời yêu, oán tình, thù, xui ta tìm nhau đòi nợ, đền nợ, tâm báo ân, báo oán không ngừng tái diễn, luân lưu không dứt. Tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ, vĩnh viễn sống trong tri ân, hạnh phúc. Trong quá trình thôi miên, tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô Thẩm nữa. Lần thôi miên đầu kết thúc, cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều, nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong. Khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai, chuyện ngoài sức tưởng phát sinh. Cô Thẩm nói, hình như có gì đang ở trong ngực, trong não tôi. Tôi liền hướng dẫn tiếp tục, thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông, nghe rất hung ác. Tôi vội hỏi, bạn là ai? Ta là kẻ bị tên này sát hại. Giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ, vậy rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống, lúc đó cô Thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô Thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết? Y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta. Té ra, tên Khang là quan thuộc hạ trong triều, đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông Khánh. Do đã biết trước, nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ, xông vào nhà Khang, giết sạch toàn gia hơn 300 người.
riêng thuộc hạ Khang bị Khánh đâm trúng tim mà chết, còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng vong. Vì vậy, kẻ gá vào ngực hành hạ của Thẩm chính là Khang. Do hắn bị đâm trúng tim chết, nên bây giờ trả thù bằng cách hành đao nơi ngực. Còn hai vong bị chặt đầu thì gá vào não cô. Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu, số thì gá vào tay phải. Vì lúc tàn sát họ, cô cầm gươm bên tay phải. Cô Thẩm đến 8 tuổi mới đi học, nhưng không thể viết chữ. Trí óc không thông minh linh hoạt, tim thường bị đau, là do có liên quan đến vụ đại thảm sát 303 mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô Thẩm, hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hễ muốn viết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cô ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận quán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ hóa giải. Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi, sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm quán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp hai bên hóa giải hận thù. Lần này cô Thẩm kể, kiếp đó vào triều Đường, cô là một phú ông họ Trương khoảng 30 mấy tuổi, rất giàu, có đông người hầu hạ. Thình lình một hôm nọ, có 3 người bịt mặt dẫn theo 20 người tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của Trương Phú Gia để cướp. Nhưng ông Trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng, nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết mà toàn gia ông hơn 100 người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu. Khi cô Thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng van xin như thể đang là Trương Phú Gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông, hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim ông Trương. Cô Thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó. Do thấy hắn làm việc quá tệ nên Trương Phú Hộ không hài lòng, đã đuổi cổ hắn. Vì vậy mà hắn ôm hận, kết bè đảng, rủ nhau đi cướp của ông. Ngay giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia thì 300 quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều Đường thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A-di-đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu gian vọng, cô Thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô Thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được rất nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo, dù sức tôi kém nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai mảy may, quan quan tương báo không bao giờ dứt. Hơn nữa càng báo quán, thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối, trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành đối đãi bình đẳng với tất cả, như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ. Nghịch duyên giữa cha mẹ và con. Trong cuộc sống hiện nay, khi gặp phải nhiều điều bất như ý, do không rõ nguyên nhân
và hiểu thấu những lỗi lầm mình từng tạo trong quá khứ, nên tâm tư càng thêm khổ não. Phật thường giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh, điều này có thật không dối. Khi ta gieo một hạt giống là nhân, lúc duyên hồi đủ chín mùi thì sẽ kết quả, bất kể là hạt giống thiện hay ác. Nếu như chúng ta nghe Phật giáo hóa, ai cũng chịu tinh giận, y pháp hành trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh hóa thân khẩu ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là người trong thế gian ác sẽ chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thật dưới đây đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu, theo ta như bóng theo hình. Có một phụ nữ trung niên mặt mày sầu khổ, ủ ê, tia nhìn như không còn sức lực. Bà yếu ớt nói với tôi: Quả Hồng, tôi có một việc nan giải, mong cô chỉ bảo giúp cho. Xin hãy nói đi ạ. Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên ngồi phía sau mình giới thiệu: Đây là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn xong thì sinh được một trai. Do công tác bề bộn, không có rảnh để chăm sóc bé, nên đành giao nó cho bà ngoại trông nom giáo dùm. Do thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm giữa hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà quá yêu cháu, nên cái gì cũng dành làm thay, chẳng cho nó mó tay vào làm việc chi. Dù thằng bé đã 8-9 tuổi đầu rồi, mà bà vẫn rửa mặt, chải tóc, tắm tát cho nó. Thậm chí khi bé đến 10 tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút cho, khiến nó quen tật, hễ không đút thì nó không ăn. Đến khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe ngày càng suy yếu, do tuổi cao, có lòng mà không còn sức nữa, nên chẳng thể lo được cho cháu, đành phải giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. Thằng bé suốt mười mấy năm nay đã quen kiểu sinh hoạt ỷ lại như thế rồi. Vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra sai lầm này, nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà cháu, nhưng vô phương sửa đổi tệ trạng ấy. Sẵn cơ hội nhận cháu về, hai chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uốn nắn thằng con lại để nó biết tự lập sống tốt hơn. Ngờ đâu, nỗi phiền muộn lại thi nhau ập đến. Khi chúng tôi phát hiện rằng hầu như mình vô phương sửa đổi con, sáng dậy nếu không thay y phục giúp nó thì nó chẳng thèm nhúc nhích. 13 tuổi rồi mà cả việc đánh răng rửa mặt chúng tôi còn phải phục vụ nó. Còn lúc dùng bữa, nếu không dâng thức ăn đến tận miệng thì nó không có chịu ăn, lẳng lặng ôm cặp đi thẳng đến trường học. Hiện giờ thằng bé đã 16 tuổi rồi, nhưng chuyện rửa mặt, tắm gội, vân vân, nói xin lỗi, thậm chí tới rửa đít cũng phải do cha mẹ nó hầu, phục vụ hết. Kể cho cô nghe mà chúng tôi thiệt là xấu hổ, não lòng quá. Vì bây giờ tất cả hầu như vô phương sửa đổi rồi. Nhưng khi theo dõi cháu nơi trường lớp thì thấy cháu cư xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì là bất thường. Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai ở nhà. Cây mẫn chờ cha mẹ mang áo đến khoác vào mới chịu đưa tay ra, cơm dâng tận môi mới há miệng, cũng chẳng thiết cầm đũa, không chịu mó tay vào làm bất cứ việc gì. Cái kiểu sống như ông hoàng, cứ ì người ra mà chờ hầu hạ, thì tương lai làm sao mà nó có thể trụ vững trong xã hội, làm sao mà sinh tồn. Tôi với ba nó ngày nào cũng rơi nước mắt, khổ đến không thiết sống nữa, xin cô hãy cứu chúng tôi. Đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy,
khổ đến không muốn sống. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, quan sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết giữ dục con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng như thế này và không ngăn được thở dài. Càng thấm thía luật nhân quả, đúng là không sai mảy may. Câu chuyện của họ là bằng chứng sống thực, giống lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở tất cả mọi người. Vào thời xa xưa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý. Mẹ chàng hết bực cưng yêu, nâng niu như châu ngọc, bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo. Bắt kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cất riêng một nữ tỳ và một gia đồng để cùng bầu bạn, chơi đùa, hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia được hai tớ trai tớ gái này lúc nào cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình đồng hậu và tin yêu họ như thân dân mình. Thời gian êm trôi, tiểu thiếu gia dần trưởng thành. Đối với hai người hầu này, lòng thương mến càng tăng, cho nên chàng rất ưu ái dung túng họ. Do vậy mà đôi nam nữ giúp việc này đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia, tha hồ tác oai tác quái. Họ làm rất nhiều điều giảo quyệt, sai quấy, thường trộm tiền bạc vật dụng của chàng đem bán tiêu xài, ăn chơi cho thỏa thích. Số tài sản họ trộm của thiếu gia tính ra nhiều không kể xiết. Hai người hầu này chẳng có chút lòng hổ thẹn sám hối, ngược lại ngày càng bành trướng, tính lương lẹo dối gian. Họ cùng lên kế hoạch sẽ quân một mẻ to kế xù của thiếu gia rồi trốn đi. Nhưng mưu tính của họ chẳng được thành như ý nguyện. Thời gian trôi qua, bánh xe luân hồi vần xoay. Nhân như thế thì quả phải như thế. Đời này, đôi người hầu gian tham trộm cắp đồ của tiểu thiếu gia kiếp xưa đã thành là vợ chồng. Riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ. Sở dĩ họ phải nuôi con vất vả khác thường như thế chính là để trả báo lỗi xưa, bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thể nào tính xuể. Riêng người mẹ tiền kiếp của thiếu gia, đời này lại sinh làm bà ngoại, vẫn còn lưu giữ niềm yêu thương sủng ái, giống hệt như kiếp trước. Phần đôi vợ chồng tôi tớ, đối với nữ chủ kiếp xưa, nay thành là mẹ, tất nhiên họ luôn khép nép vâng lời, không bao giờ dám cãi bà. Hễ mẹ phán là chỉ biết dạ vâng. Sự kính nể trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. Thấy bà ngoại quá cưng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên. Nhưng đến sau này, khi muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa. Do bởi nhân xấu ác đời trước họ gieo, sang đời này đã trổ quả, và đây chính là ác báo mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu. Nhìn người mẹ đang khóc nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên. Không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả rồi, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo ra trong kiếp trước. Do khi xưa không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, chiếm đoạt quá mức để tiêu xài cho thỏa. Có ngờ đâu đến đời này, vẫn phải hoàn trả lại hết đủ cả vốn lẫn lời cho chủ, vì vậy mà khổ không kể xiết. Bắt đầu từ nay trở về sau, hai vị phải đến trước Phật, chí thành sám hối lỗi xưa, nhất định phải trì giới ăn chay, hằng ngày vì tiểu thiếu gia kiếp trước tụng một bộ kinh Địa Tạng, dùng đây để hỗ trợ, tăng thêm huệ phúc phước báo cho người, đồng thời phải nài nỉ xin bà ngoại khuyên bảo cháu giùm, lớn rồi nên tự chăm sóc, tự lo, nếu không chịu sống tự lập thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội. Nếu như bà ngoại đáp ứng, chịu khuyên cháu, thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức, sám hối tụng kinh, ăn chay, tu sửa. Nếu làm được như vậy thì cậu con ắt hẳn sẽ thay đổi nhanh thôi, bởi vì bản chất cháu vốn không phải là người lười biếng chẳng muốn làm, mà do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động chi phối nên mới không làm. Tôi nói xong rồi, phương thuốc hay đã đưa ra, phần áp dụng thực hành là của các vị. Nếu có thể làm được như lời tôi khuyên thì tất cả đều sẽ chuyển tốt. Câu chuyện nhân quả có thực này khiến lòng tôi trở nên nặng nề, vì nghĩ đến hiện nay trên thế gian này đã có bao gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu,
hút chích ma túy, sống giật giờ, hoặc suốt ngày đêm ngồi nơi quán nét, chẳng thiết về nhà. Những cảnh yêu sớm rồi phá thai, chưa kết hôn đã vội sống thử, sống chung, ngoại trừ do ảnh hưởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tệ lôi cuốn ra, liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ những vị làm cha mẹ nên tự kiểm lại bản thân khi vấp phải những cảnh nghịch ý trái lòng tương tự. Chính vì tạo ác nghiệp sẽ chiêu lắm khổ báo ập tới, nên tất cả chúng ta cần phải phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, tuân giữ ngũ giới, tu thập thiện, làm tròn bổn phận, không tham, không cầu, không ích kỷ, tư lợi. Phải biết, chúng ta đang lặn hụp trong lục đạo, cứ luân hồi vần xoay trong biển khổ sinh tử, rồi từ đấy kết thân, kết oán, thiếu nợ, hoàn nợ. Thực sự, bạn vĩnh viễn trốn không được, thoát không khỏi lưới nhân quả giăng rất mật thiết, tinh vi trong trời đất. Chỉ có tiếp thọ lời Phật dạy và y giáo phụng hành mới mong có ngày được giải thoát. Quả hồng. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Cái đuôi chó xoắn ruột gà. Ngày xưa, có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lê lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép, anh ta sụp lạy lia lịa xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than vang quỳ lại vị nhân, cố sức nài nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được. Vị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng, thôi, ta cho ngươi phép này. Hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được, là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật ngươi lập tức. Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết. Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng vô rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt, thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng, ta là thần linh, phải cắt việc lập tức, để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện. Xong cả, đem vàng bạc lại đây, đủ hết rồi đó, phá rừng này dựng lên một đô thị, đã hoàn thành. Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm, biết các việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp. Các việc cho mau, không thì ta nuốt sống. Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt, tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân, cầu xin cứu mạng. Chuyện chi vậy? Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi. Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. Thôi, ta chỉ cho một cách, con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, giao cho thần uống thẳng, mau đi. Hắn lật đật, chặt đuôi chó, trao điện cho thần. Kéo ra ngay, thần lãnh lấy đuôi chó, ráng vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra, thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng,
thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng: bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua. Cuộc đời khác nào chi cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay, mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra nó lại xoắn lại, trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Nhai xương múc tủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót mười mấy năm chưa khỏi, nên phải sang Đại Lục. Lên Ngũ Đài Sơn xin bái kiến hòa thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi: lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm, phải không? Dạ đúng vậy. Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật, gian khổ. Dạ đúng vậy. Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. Mình cá, đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá, bà không đành quăng bỏ đi, nên bỏ vào miệng, nhai nát, múc tủy nó. Sau này, dù gia cảnh có giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã huân sâu, nên vẫn tái diễn. Cho đến nay, thì lúc ăn cá, bà vẫn thích nhai xương, nuốt tủy nó. Phải vậy không? Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất là ngon. Nhưng thức ăn của con ăn là tam tịnh nhục mà, chẳng phải nói là cho phép được ăn sao? Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh, mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Bà vẫn không hiểu, hỏi lại: sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội nữa hả? Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung, diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết, động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần, và đối với người sát hại nó cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể. Bất kể là thân đương sự bị băm dặm, nuốt sống hay đã làm chín như quay, nướng, chưng xào, chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều thì rất chấp. Do vậy, mặc dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm dằm, xào nấu, nhai nuốt, nó cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt
ra tay rút gân, lột da động vật, nhai xương, nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương. Đâu phải chỉ dung đao là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng. Nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân. Bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tin thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, óc, tủy, vân vân. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật ấy kết oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm. Sư phụ, vậy thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không sư phụ? Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn, để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điểu cầm thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn, bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, công chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa? Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ dặn. Nhai xương, nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ lương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Điền phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ Hòa Thượng. Tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh, hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng, hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này, mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé.
càng tin sâu, đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi, thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân, đã phạm tội tà dâm rất nặng. Không những phá hoại gia đình người, mà còn cưỡng hiếp, giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù, thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái. Hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó, dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó, và bảo: con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu, thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò: hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự, đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn, và chí thành tụng kinh, hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý. Diễm Tuyết. Lần đầu tôi gặp Diễm Tuyết trong Pháp hội Thủy Lục, tổ chức tại chùa. Lúc đó cô đứng sau lưng tôi. Do người đông, tôi bị chen lấn xô va vào Diễm Tuyết. Sau đó, khi biết cô có thai đã mấy tháng, tôi liền tìm chỗ cho cô ngồi nghỉ. Xong buổi lễ, Diễm Tuyết đối với tôi cực kỳ tin tưởng. Cô buồn rầu kể cho tôi nghe chuyện gia đình mình. Diễm Tuyết nói rằng mình 28 tuổi, kết hôn đã 2 năm. Hồi mới cưới, anh Trương chồng cô rất quan tâm yêu thương vợ, lăng xăng chăm sóc đủ điều, khiến Diễm Tuyết vô cùng vui sướng, dệt đầy mộng đẹp về tương lai. Nhưng tiếc thay, hạnh phúc thường không kéo dài. Chẳng bao lâu, mái ấm êm đềm đầy đã bị sự xuất hiện của người thứ ba là Diệp Tiểu Thư phá vỡ. Mới đầu, anh Trương chỉ lén lăng nhăng qua điện thoại. Dù có tình cờ đọc phải tin nhắn của cô Diệp, Diễm Tuyết vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra. Nhưng sau đó, thấy chồng đi làm hay la cà ở ngoài, đêm cũng không về ngủ. Lòng Diễm Tuyết rất bất an, nhưng cô vẫn đinh đinh là có lẽ do chồng mình quá bận việc nên không rảnh để quan tâm đến mình. Cô không dám nghĩ đến điều rủi ro, bởi lúc này cô đã có thai. Một ngày mùa đông, cô tình cờ phát hiện mối giao du bất thường giữa chồng mình và tiểu thư Diệp. Bao hy vọng của Diễm Tuyết ngay đây tan vỡ. Sự thật còn phũ phàng hơn
khi chồng cô ngang nhiên thừa nhận tình yêu dành cho cô họ Diệp đó. Còn nói là họ đã sống chung với nhau. Đối diện với sự phản bội của chồng, Diễm Tuyết cực kỳ thất vọng, tim như bị xé nát, phẫn nộ đến tận cùng. Thế là cuộc gây cãi nổ ra, nhưng hai bên chưa nhắc gì đến ly hôn. Diễm Tuyết thống khổ trăm chiều, muốn tâm được an ổn giải thoát, cô bèn tìm đến Phật Pháp và siêng năng tham dự các lễ hội trong chùa. Cô hy vọng nhờ Phật lực gia trì giúp cô vơi bớt niềm đau. Nhìn Diễm Tuyết thân đang mang thai, nghẹn ngào kể lể, khóc không thành tiếng, trong lòng tôi đầy thương xót, cảm thông. Tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô, không ngừng vỗ về an ủi. Thật ra, nguyên nhân thống khổ này bắt nguồn từ câu chuyện kiếp trước do chính cô tạo ra. Vào niên đại năm 1930, trong giới quý tộc giàu sang ưa ăn chơi tại Thượng Hải, có một nhà kinh doanh trẻ tuổi họ Kỳ rất nổi tiếng. Trong một buổi dạ yến, anh Kỳ quen cô vợ của một đại gia họ Trần, hiền thục, quý phái. Tuy Kỳ đã có vợ con đùm đề, nhưng nét mỹ miều của Trần phu nhân đã khiến cho trái tim anh rung động đắm say. Thế là họ Kỳ nghĩ cách phải chinh phục giai nhân cho bằng được. Do vậy mà cứ năm ba hôm, anh lại đến Trần gia biếu tặng nhiều trang sức đắt giá. Cuối cùng, Trần phu nhân trẻ tuổi cũng bị cưa đổ và ngã vào vòng tay họ Kỳ. Khi ông Trần hay được chuyện này, đất trời như sụp dưới chân. Vì danh dự gia tộc nên ông ráng nén giận, nhẫn nhịn, nuốt hết cay đắng vào lòng. Kể từ đó trở đi, ông Trần chỉ biết mượn rượu giải sầu, suốt ngày say sưa, tự cam đọa lạc. Vì vậy mà gia nghiệp mau chóng rụi tàn, lụng bại. Phận anh Kỳ và bà Trần do tính khí không hợp nên thường xuyên bất hòa. Cuối cùng họ cũng chia tay. Cả hai gia đình đều lâm vào cảnh thê ly tử tán, kết thúc trong bi thảm. Anh Kỳ hào hoa bay bướm kiếp xưa, giờ chính là Diễm Tuyết. Còn Trần phu nhân chuyển sinh thành anh Trương, chồng Diễm Tuyết hiện giờ. Riêng Trần tiên sinh, người chồng đau khổ bị phụ tình, nay chính là cô Diệp, giờ đang xuất hiện trong vai người thứ ba, xen vào phá tan mái ấm của Diễm Tuyết, trả lại nỗi đau bị đoạt người phối ngẫu trong kiếp xa xưa lại cho địch thủ. Đời này, mối quan hệ vận hành theo luật nhân quả trả vay đã khiến ba người gặp lại nhau. Khác chăng là giới tính đã thay đổi, nhưng do những ác nghiệp đã tạo thuở xa xưa mà người trong cuộc phải nếm lại mùi vị thống khổ từ bi kịch hôn nhân này. Tôi bảo Diễm Tuyết, bạn đừng nên khởi tâm hận quán chồng nữa, bởi trong quá khứ bạn từng đoạt vợ người, nên kiếp này mới nếm cảnh phụ phàng bị người giật lại. Đã bước vào đường học Phật thì phải tin sâu vào nhân quả. Bạn nên sám hối tội nghiệp đã tạo kiếp trước của mình. Hãy tụng 49 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho chồng và cô Diệp để chuộc lỗi xa xưa. Nếu bạn chịu thành tâm sám hối, tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thì tương lai đời bạn sẽ hạnh phúc. Diễm Tuyết mắt đầy lệ, mỉm cười, gật gật đầu. Sau này, khi gặp lại Diễm Tuyết, tôi giận không ra, vì trong cô trẻ đi rất nhiều, mặt mày hồng hào, cười rạng rỡ. Rất dễ dàng nhận thấy cô đã đạt được giải thoát an vui nhờ vào Pháp Phật. Thiên thần hộ người trì giới. Trong xã hội hôm nay, các thiên tai nhân họa như địa chấn, sóng thần, thủy hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly tai nạn? Trong kinh Quán Đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y Tam Bảo, thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới, thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hằng hà sa số quyến thuộc, thảy đều ủng hộ người tu.
Trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Di Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thể nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ, sợ khi kiểm tra sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết, ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn Báo Ứng Hiện Đời, về nhà xem xong, dì thoát nhiên đại ngộ. Té ra trên đời này còn có Phật Pháp là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh, không những khéo chữa trị thân tâm mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, dì Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, bắt đầu tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể dì ngày càng khỏe lại. Dì tu theo Pháp Phật, đến năm thứ hai thì xảy ra một việc chẳng thể ngờ. Chiều đó, dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên, vừa đi đến khúc quanh thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp tông thẳng vào dì Trần. Kỳ quái là xe tông vào dì rồi thì nó dồn ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét, rồi ầm một tiếng. Cả xe lẫn người gây tai nạn, rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Đứa cháu gái hoảng hốt, vội nói: "Trời, dì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà." "Không, không sao hết." Dì Trần mỉm cười đáp: "Có lý nào như vậy được? Con thấy rõ là xe tông dì mạnh tới mức mà nó bật ngược rồi văng xuống hồ mà. Thôi, để con đưa dì đi bệnh viện kiểm tra nha." "Không sao, chẳng cần làm như vậy." Đương lúc hai dì cháu đang nói thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nộ khí xung thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, y đã hấp tấp chỉ vào mặt dì Trần quát: "Trời ơi, cái bà già này lụ khụ vừa thôi, dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chết hay gì vậy?" Đám đông bu quanh cũng nhao nhao lên tiếng trách mắng người đạp xe. Ông ta bị la đến nỗi cứng họng hết nói, đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ hồ, lôi cái xe lên. Mọi người vội khuyên dì Trần: "Trời ơi, dì phải đi bệnh viện khám ngay. Chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh, khám giúp cho an tâm, đề phòng rủi ro mà." Thế là dì Trần đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra, còn lại đều bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy, người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó, dì Trần thuật lại cho tôi nghe. Trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt chắn ngang bảo vệ. Nhờ vậy nên không có bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra. Tôi nói: "Con nghĩ là nhờ dì trì giới nghiêm nhặt, lại tịnh tiến, tu theo Pháp Phật, cho nên được Bồ Tát Di Đà hộ Pháp đến giúp dì hóa giải tai nạn. Đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho dì không bị thương đó." Quy lực Phật Pháp quả không thể nghĩ tưởng. Người trì giới chuẩn mực, trong lúc nguy ách, sẽ được báo nặng, lãnh nhẹ, gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm, vì sao có người tinh tấn tu học Phật mà vẫn bị tai nạn? Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân. Thậm chí, những ác nghiệp tạo từ vô thủy kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại. Nếu lấy trì giới làm gốc, tinh tấn tu, liền có thể hóa giải tai nạn, hoặc tội nặng, trả nhẹ. Khi lãnh quả báo hay tai ương, phải hiểu là mình đang giải túc nghiệp quá khứ. Trong Kinh Kim Cang có câu:
những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này. Nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo, nhờ đời này bị khinh chê nên tội nghiệp đời trước ác được tiêu diệt. Chuyện các khoa học gia. Tác giả viết này là cư sĩ Từ Quang, cả nhà ông đều là những nhà khoa học lỗi lạc. Song thân ông là hai khoa học gia đồng cộng tác tại Viện Khoa học Trung Quốc. Sau khi tác giả nghiên cứu Phật giáo, xin cảm phục và phát tâm quy y Tam Bảo. Chính lòng hiếu thảo và tâm tánh ứng dụng Phật Pháp của ông đã cứu được mẹ ngay lúc một chân bà đã bước vào quỷ môn quan. Nhờ vậy mà cha mẹ ông hồi tâm đồng bước vào con đường tu học theo Phật. Câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mời quý vị xem bài văn tự thuật của ông. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học, vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây, những chuyện học Phật chiêu cảm ứng vô biên toàn là tôi được nghe các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đích thân trải qua. Chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường. Vì muốn báo ơn chư Phật, Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại, mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chánh kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm, đã 4 lần do tim đập mạnh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra đường chừng khoảng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu. Rồi sau đó, dù bà có tỉnh, nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám, thấy tim mẹ tôi đập nhanh hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bể và nhảy bất thường. Bác sĩ bảo, người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn. Nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật. Vì vậy, chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1-2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp, nhưng thấy điều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí, đài khí tượng mới dự báo khí lạnh vừa đến Tân Cư, thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm. Ban đêm, tim thường ngừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ Bảy cuối tháng 5, 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm song thân. Cha tôi bảo, khi trời mùa hạ oi bức, nung nấu như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi. Không thể ngồi đó nhìn mẹ chờ chết. Trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc Kinh Kim Cang. Tôi biết Kinh Kim Cang vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng Kinh Kim Cang hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển tốt. Thế là Chủ Nhật, tôi bắt đầu tụng. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng, tôi thức dậy tụng một bộ Kinh Kim Cang. Tụng rồi thì hồi hướng hai nguyện. Một, trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do quan gia trái chủ tìm đến đòi nợ, quấy nhiễu. Vì vậy, rất cần hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau. Tôi xin hồi hướng công đức tụng Kinh Kim Cang này cho tất cả quan gia trái chủ của mẫu thân. Xin chư vị quan gia đừng hành hạ dày vò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ. Nhưng cứ quấy nhiễu như thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng Kinh Kim Cang, xin hồi hướng công đức cho chư vị, cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành. Mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 2. Sau đó
tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau: nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tinh và nguyện niệm Phật. Sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần, xong 7 bộ kinh Kim Cang. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người thân, nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm. Trong tâm, tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra tiếng. Nhưng mà, chuyện tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quan thăm song thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: thật may mắn rằng cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ tôi đều ổn, cho nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay. Nghe vậy, tôi khắp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng ngạc nhiên, đồng cho là vi diệu. Sau đó, mẹ tôi khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu. Tôi nghe càng chấn động dữ. Mẹ tôi thố lộ rằng, trước đây bà sợ nói ra, cả nhà không ai thèm tin, nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được. Hơn nữa, còn luôn nhìn thấy có người đi qua lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm bơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng, hỏi liền: họ ra sao? Họ có đủ nam đủ nữ, tuổi tương đối lớn. Vậy hình dáng như thế nào? Đa số mẹ không nhìn rõ mặt. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to lớn cường tráng, tướng mạo hung dữ, nhào đến chụp cánh tay mẹ. Mẹ dằn lại thoát ra. Mẹ giải thích: bởi vì sợ thấy đám người này, nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách, thì một lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nôn thốc nôn tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái dị đó mới biến mất. Trước năm 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học. Hồi chưa nghỉ hưu, từng là nhân viên Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quang. Do bản thân là dân trí thức cấp cao, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại Viện Khoa học, bà đâu có bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên, chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lĩnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này, oái âm thay, chính bà là đích thân diện kiến quỷ khi còn đang sống, lại không phải do ảo giác mà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi: sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi. Tôi giải thích cho mẹ rõ. Trong lục đạo thì nhân đạo, súc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn, nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận được, bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các quan gia trái chủ đã qua đời, hiện đoại trong quỷ đạo luôn chật sẵn, đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khí âm thịnh và dương suy thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù. Vì vậy, ngay giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu cho mẹ sớm hơn. Mẹ nói: nhưng khoảng một tuần nay, mẹ không còn thấy quỷ nữa. Chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và quan gia trái chủ của bà, thì ngay tối đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Trọn cả nửa năm sau, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ.
Kể từ chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại viện khoa học cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tín bán nghi, còn mẹ tôi thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, chưa được cảm ứng vi diệu, chính việc này đã khiến cho hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật, cầu xin Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày, mỗi sáng tối, bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn. So với nửa năm trước, giống như là hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày, ông kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua máy niệm Phật, cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân, nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học, vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là, suốt tuần lễ, tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này, cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy, khi mọi sự được hóa giải êm đẹp, chẳng thể kết luận bằng tất cả do tôi tự khỉ ám thị hoặc ảo giác tạo thành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức kinh Kim Cang quả thực màu nhiệm không thể nghĩ lường. Lá thư độc giả. Kính sư cô, con xin báo một tin vui để sư cô mừng cho con, và cũng để sư cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của sư cô đã giúp cho đời và giúp cho người vô cùng trọng đại. Chắc sư cô còn nhớ, hơn 2 năm trước, mắt trái của con đỏ và chảy nước mắt, nóng rát vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà không khỏi, còn 20% là mù hẳn. Sau khi đọc về thanh xà bạch xà trong câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tự, nơi sách Báo ứng hiện đời tập 3 của sư cô dịch, thì một niềm hy vọng lé lên. Thế là con trì kinh Địa Tạng và lại sám hối Lương Hoàng Xám khoảng 10 bộ, thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. Tới giờ tính ra đã gần 3 tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình đã thật lành hẳn hay không. Đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi. Hiện tại thì con thấy đường rất rõ, dù lái xe ban đêm. Bác sĩ chữa mắt cho con cũng là một Phật tử thuần thành. Sau khi nghe con tâm sự, cô ta ôm chầm lấy con mừng rỡ. Cả thầy thuốc và bệnh nhân đều rơi nước mắt. Một lần nữa, con xin tạ trọng ơn sư cô và kính chúc sư cô sức khỏe. NT, 25 tháng 10 năm 2014. Lời người dịch. Trên đây là lá thư của một nữ độc giả ở Mỹ, từng dạy cho các sinh viên Mỹ, nay đã về hưu. Tôi xin mạn phép đăng lên để độc giả có bằng chứng xác thực và tăng thêm niềm tin. Xin lỗi nữ độc giả này vì đã không hỏi ý cô mà đã tự tiện tải đăng. Vì lợi ích bao người, mong cô tha thứ cho. Dịch giả, ngày 25 tháng 12 năm 2014. Công tử áo xanh. Phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một gia đình 3 nhân khẩu. Ông chồng thì thành thực, bà vợ siêng năng đảm đang, con gái họ 17 tuổi, mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn. Trước khi kết hôn, cũng chưa có cảm tình
hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời ít nói, cử chỉ thận trọng, bèn nghĩ thầm. Đây là trượng phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung nổi. Chẳng hạn như ăn cơm thì ông nhai chốc chát rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ông nhai nuốt húp rồng rột. Còn khi ăn cơm thì dù mũi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắc đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng ngượng ngùng vô kể. Còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bóc hết vỏ. Cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện kể ra như thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa chuyện vợ chồng đã vì vậy mà hụt hạc biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ, giống như không có thể diện. Ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài. Do vậy, đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hễ nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó, thì nó cũng ôm bất mãn đầy, vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hễ hai mẹ con đang trò chuyện, nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà, thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày, bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học, nên hàng ngày đi đường, nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã 3 năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ, nên hiện thời bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bệnh hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết đây là ác duyên đời trước tụ hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy tôi gọi điện thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút, rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết, nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân X, nghèo khổ sống ở Thâm Sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông, nghe nói trên núi có cây du ngàn năm á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán á, nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền. Ông X nghe xong thập phần mừng rỡ, thầm tính tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông X trèo đèo lội suối lên tận núi cao và cuối cùng tìm được cây du to khoảng 3 người ôm. Ông thật là mừng,
vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự rót vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán ba cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói mình đây là cây chu, hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi, chỉ còn 3 năm nữa thôi thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông X hãy từ bi gia hạn, thư thả cho, để 3 năm sau hẳn tới rốc vỏ, mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ân. Nói xong, liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó, ông X hét to. Không được, không được. Tôi đang cần cưới vợ, không thể nào đợi 3 năm được. Rồi ông X giật mình thức giấc. Công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng, ông X cùng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở, kiểm hàng, cân đo. Ông X do không biết chữ, nên vội nói. Tôi cực khổ dữ lắm, mới đem được thuốc quý về. Anh không được cân gian dối, lừa tôi đó nghe. Anh chủ tiệm liền đáp. Yên tâm đi, tôi mà giỏi giang hả, thì tôi làm con anh. Ông X đó, đời nay, chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn, bị lột hết da. Tục ngữ nói, người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói, chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt, không da, không thể diện sao? Quả thực, bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước, rất quan hệ đến đời này. Chủ tiệm thuốc đúng là có cân gian của ông X hai lạng. Do lời thề nói láo làm con, nên giờ y phải sinh làm con, nhưng không còn mang thân trai mà là thân con gái. Bởi chính cho y đề xướng, chỉ điểm và xúi dục ông X róc vỏ cây du, phá hủy đạo nghiệp ngàn năm của cây, nên tội lỗi y cao nhất, đứng đầu. Vì thế mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch duyên với mình, mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều. Huống nữa, lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới. Vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường, cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái. Hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi, nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này. Con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phụ thân. Sở dĩ ngày nay ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh Địa Tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả ba người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ, nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật, ngót 3 năm nay, nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng, thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỷ, tinh giận. Nhất là con gái bà, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, bảo mẹ. Má ơi, má và ba chung sống 10 mấy năm nay, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má, má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba, nên mới ra nông nổi như vậy. Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi 2 tiếng, bà tụng xong một bộ kinh Địa Tạng, chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh Địa Tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ,
hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới, nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh Địa Tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuận hòa, hạnh phúc mỹ mãn, 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 phúc mỹ mãn.